đâu ấy. Chỗ gà. Muốn kiếm tiền không? Kiếm tiền là sao? Kiếm tiền đấy. Bây giờ em có trò vui lắm mà ngay quả bóng rồi. Anh biết trò ném bóng không? Ném bóng vào một lon vào chậu ấy. Biết. Sao? Anh kiếm tiền không? Kiếm tiền không? Tiền thì ai chả muốn. Bây giờ thế này nhá. Bây giờ em với anh chơi một trò. Anh chỉ cần ném vào chậu của Phát. Ừ. Anh được 2 lít. 2 lít? Thế. Cái gì sai tao bao giờ thấy mày. Ngửa tiền đâu? Tiền đâu đã xem nào. Tiền đây. Đâu? Được có 2 lít vỏ. Thế là gì? 2 lít này đủ lấy cái xe tải của anh ấy. Kinh đấy. À, tức là bây giờ mày lại bảo là 50 một phát xong rồi tao ăn được 2 lít gì không có đâu. 10.000 thôi. 10.000 không có tiền. Không. Thôi chẳng cần. Không cần lấy luôn. Thôi, em tự tin trình độ của em chơi đẳng cấp hơn anh. Em chơi. Thế tao chơi thế nào? Không mất tiền mà vẫn được tiền đi. Đúng rồi. Ok. Nhưng mà thua đi phát. Thì chơi game thì phải có thưởng phạt chứ. Phạt gì? Phạt làm theo điều người khác thích. Nhẹ rồi. Chứ mày bắt tao làm chó tao phải làm à? Không bao giờ làm chó. Chào. Nói chung là không làm những cái điều thất đức. Không làm trái pháp luật. Đấy. Và một số điều khoản khác. Ok không? Ok. Ừ được. Nào. À. Chơi kiểu gì? Bây giờ sang đây em bảo. Bây giờ thế này nhá. Với mạch rồi. Với mạch rồi, ok. Vậy anh cầm quả bóng này. Ừ. Ném vào cái quả kia. Ném vào đây á? 2 lít. Thật. Thật. Ném đứng đây. Đứng đây. Ném bóng vào đấy. Đúng rồi. 2 lít. Đúng rồi. Tao nghe gì đấy sai sai thế. Anh tưởng em không đơn giản quá. Cứ phải thắng được em. Tiền đâu? Đưa sẵn đây. Đây. Đưa sẵn tiền đây. Không được. Không nào đưa thắng thì mới được cầm chứ. Đưa bóng ra tao ném một phát vào luôn. Để 2 lít vào đây. Ờ để 2 lít vào đấy. Nào. Nào. 200 gì? 200. Tức là bây giờ chỉ cần tao ném quả này vào những quả trắng là tao lấy 2 lít gì? Đúng rồi. Bây giờ anh ném này. Bay vào đây. Vào đây. Anh chạy trắng. Nhặt 2 lít đút vào túi. Thế ơi. Thấy rõ chưa? Hai. Tao nghe nó ảo ảo nào ấy nhỉ? Tiền thật. Tiền thật này. Để xuống. Đã, tiền để xuống. Thật này. Để xuống, để xuống. Đây. Rồi. Tức là vào phát là 2 lít nhá. Đúng rồi, cẩn thận nhắm một vạch. Tao khuyến mại được nữa rồi. Như quả bóng trắng là tao lấy 2 lít gì. Còn rồi. Không là chịu phạt tí thôi gì. Đúng rồi. Ôi trời, trời, nhặt luôn 2 lít nữa này. Này, đơn giản. Ai ốt mà. Ôi trời ơi, 2 lít của em nhá. Thu về, thu về. Thua rồi. Thua rồi. Ảo đấy nhỉ, không được. Ảo gì? Được, tao ném lại phát nữa. Có thua có chịu. Tao ném lại phát nữa. Ném thử thôi đấy. Anh thua rồi. Thua rồi. Vào cuộc chơi có tâm lý đấy. Đi sao đấy. Ảo thật đấy. Nói chung là hôm nay là hơi đen, không phải kẻ địch quá mạnh mà là do mình quá đen mọi người ạ. Không phải anh đen đâu mà em đẳng cấp. Nói thật ra là thua thì phải chịu thôi. Mình thì luôn luôn là một người quân tử nhất ngôn. Thế nên là thua phải chịu, mình phải sẽ phải chịu một hình phạt. Thì ok, làm gì làm đi. Bây giờ như này nhé. Phạt về kinh tế thì mới căng. Kinh tế có cướp đâu mà căng. Giờ chả có tiền làm nào nữa. Phạt mà đấy quá thì ngại lắm. Đấy quá là sao? Bây giờ em phạt anh nhẹ nhẹ đây này. Phạt gì? Thì anh cứ đấy đấy. Bây giờ anh nhắm mắt lại. Em bịt mắt đây. Xong rồi. Bịt mắt thử á? Bịt mắt được á? Xong anh ngồi vào đây. Anh ngồi vào đây khoảng 5 phút. Ngồi im chịu được không... 5 phút? Chịu được nóng thì là thôi. Ông nghe có gì cứ đấy điêu điêu. Anh nóng lắm. Được, thế là mình thả con gì vào đây phải không? Không. Không, tao cũng phải lộn ra xem không? Không phải, nó lại cho lông trâu gióm ở đây hoặc là cái gì thì chết tao. À, thế tao... Anh chịu được nóng thì anh... À, thế thì tao nằm, tao vào mé ngược là được không? Mé nặng đủ. Nghe cái vỉ đấy sai sai. Ngược, tao dùng cái ngược, tao không dùng... Mé này không được à? Đấy, thì vẫn thế đúng không? Thế thì sang đây, chị sang đây. Em bịt mắt lại. Ok.
5 phút rồi nhá. 5 phút. Ok. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Nhắm lại, nhắm lại. Nhắm chưa? Nhắm rồi. Mình cũng nghịch thế thì bố ai nhìn cái gì đâu mà. Nhanh nhanh lên, sắp hết 5 phút rồi đấy. Chưa. Này, bên trong bắt đầu tính chưa? Không cần biết, từ khi tao bước vào cái tải này là đã 5 phút rồi. Ok. Tao chỉ cần ở trong cái tải này 5 phút thôi đúng không? Ok. Ok luôn. Sợ gì. Nói chung là thua phải chịu. Ngồi xuống. Đấy. Ngồi hẳn xuống. Đấy. Không, ngồi hẳn xuống. Ngồi thế nào? Ngồi cái tải nó bé ngồi được à? Quỳ hẳn xuống. Quỳ. Tao không có thể quỳ đấy. Không. Anh chui hẳn to tay vào chân vào. To tay làm gì? To tay vào. Được. Hết 2 phút. Ngồi xuống. Đấy. Thằng cỏ vết đấy, nào từ từ ngồi nó phải khoanh chân đồng hoàng ấy. Năm phút thôi đi. Đây là hình phạt nhẹ nhất có từ trước đến giờ. Bắt đầu tính giờ nhá. Và tính 2 phút rồi, còn 3 phút nữa. Ok. À, 3 phút là 180 giây. 180, 179. Ngồi im nha. 178. Anh mà. Anh mà ra ngoài nha, mất 2 triệu. Ok, tao quân tử, không phải. Không thì tao đã không chịu phạt rồi. Đợi đấy. 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 42, 41, 40, 39, 139, 138, 137. Này, chứ làm nhá. 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 118, à đúng nhầm, 129. Gì đấy? Đấy, gì đấy? Đây, bỏ. Đấy. Cái gì? Này này, tao không đồn rồi nhá. Này, bỏ ra. Ấy, ui. Chỗ đá vào. Ai, chít cổ tao. Chỗ đá vào đá. Cái gì đấy? Này, không chơi bẩn nữa nhá. Không chơi bẩn, chơi quân tử đấy, ai. Chơi chưa cái chỗ. Này, chơi quân tử đi nhá. Chơi quân tử nhá, không chơi cái kiểu này nữa nhá. Này, chơi. Này. Không chơi cái kiểu này đâu nha. Tao nói thật, bây giờ một bỏ ra, hai tao mà ra được mày chết. Bây giờ không bỏ thì làm sao? Này, à? Thằng nào bây giờ đây? Bây giờ anh như thế nào? À. Thằng nào? Thằng anh là gì là đi? Không chơi kiểu này đâu. Không chơi kiểu này đâu. Này, chơi nó đàng hoàng nhá. Này, 180, 60, không. 50, 40, bây giờ tao không biết, coi như hết 5 phút thì thả ra. Thôi, thả ra đi. Tao không biết đâu. Nói chung là bây giờ một là thả ra, hai mà tao ra được thì mày biết thế nào đấy. À. Bây giờ thì anh thích thế nào? Bây giờ mày thích thế nào? Thế nào? Nào. Có thả không? Không. Nhanh. Không chả thả đây. Không chơi rồi đây. Này. Không chơi rồi đây. Alo, ông chơi anh là trong bảng miếng. Gà quế. Tính sau liên quan. Hôm chơi anh thì thả là lên trước của em nhé. Không biết. Không chơi kiểu này. Chắc rồi. Bỏ thế thì bỏ bị phát ra. Không cứt đi. Lấy dây sâu trước vào đây. Sâu được lỗ sâu đây này. Sâu cái gì? Sâu thật sâu xuống này. Nói chung là bây giờ một là mày thả ra. Hai là mày vẫn phải thả ra. Tao mà ra được thì. Đúng rồi, ra được. Làm nữa là sao đây? Tao. Tao không biết. Nói mày. Tao nói thẳng bây giờ một. Này. Không treo cổ tao chết là mày chịu đấy. Bây giờ em anh có ước nguyện là đi chơi một vòng trái đất không? Tao không có ước nguyện gì giờ này. Đi du lịch đấy. Bây giờ một là thả. Đi du lịch quanh một vòng trái đất. Ai là tao mà bây giờ em cho anh ước nguyện là đi một vòng trái đất. Không biết. Bây giờ một là thả ra. Có thế thôi. Thì bây giờ tí nữa thì em lúc này em về cả hết. Nhanh lên. Nói chung là không. Đấy, thấy.
không chơi kiểu này đâu. Bỏ ra. Nhanh. Nóng. Tao. À. Cái gì? À, tao nhá, một thằng. Một thằng à. Này, 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 bỏ ngay ra ta. Đó này, mày, mày được đấy. Chiều tao, tao lên là tao lấy hết cá coi của mày. Tao thịt hết cá coi của mày đấy. Này, à, mày có tin không? Bây giờ em bị chửi cái tội gọi là anh ta trộm mà. Tao sẽ trộm cắt. Bây giờ, một là mày nó ba không là chiều tao đốt nhà luôn. Có thế thôi. Còn không là... Này, từ, từ bây giờ thì bao giờ... Em đẹp cho anh quá. 5 phút quá nhiều. Tao mà ra được. Thôi, anh ơi, anh còn một chân trốn thì sao? Tao biết, thả ra. Qua đây coi. Bây giờ nhìn này nhé. Như nhủng gì cả, bỏ ra. Con chó này. Một là anh bỏ từ đây hết cái nhà. Hai là anh để bọn em trước. Thế anh chọn thế nào mình bỏ đi hả? Tao không chọn gì cả. Bỏ bây giờ có thả ra không? Chắc chắn là em không thả. Hả? Không thả? Thế bây giờ mày đừng chắc luôn. Không có một hai này không, để bọn em không, không một hai nhất thì hết rồi này là tao không chấp nhận cái gì nữa này. À, anh không có đấy không lên kiểu thôi chỉ còn là cái gì đây tháo mắt tao ra nhanh lên tao không chơi đùa kiểu này đâu. Nhanh lên nó giết cái tay tao rồi đấy này đau tay tao bây giờ thả ra có điều kiện gì thì cứ bảo. Bây giờ anh mới biết cảnh mình treo ở trên cây à? Treo cổng tao cũng treo mày trên cây bây giờ đâu? Ngày trước anh không ngày xưa ngày trước liên quan gì đến bây giờ nữa. Này làm gì rồi tao một phát tao xin tội đây này. Này không chơi đâu tháo cái bịt mắt ra cái. Không sao đâu. Nhèm mắt lắm rồi. Ở đây trần rãnh mưa rồi không sợ. Ui tao nghe thấy tiếng gì đấy. Ui cái gì đấy? Lên máy múc. Không, đừng. Sau khi đang cổng đi lên. Mình đi lại. Đừng có máy múc gì cả. Cái gì đấy? Tao nghe thấy có tiếng gì. Ôi. Hay để em lên đây ngồi nữa cho nó chịu. Không, bỏ ra đây thật đấy mà. Thật, không chơi kiểu này đâu. Chả là chơi, không chơi không phải chơi. Không, bây giờ mày có thả ra thật không? Không. Con chó này. Có thả ra không? Bẩn ghê. Không, bây giờ thả ra đi. Tao không biết rồi. Tao không chơi cái trò này đâu. Không chơi trò này đâu, bây giờ nhá. Thả ra ngay lập tức. Tao còn tha thứ. Còn không là không tha thứ này đâu. Anh đợi em một tí, em chuẩn bị thả rồi. Bây giờ cha nào thằng nào kia kìa. Ai rồi má đâu anh ơi, má đâu có mát hơn tí thôi. Bây giờ thả ra đi thật phải không? Nào, bây giờ nhá, thả tao ra, tao tha thứ cho tất cả. Ok, và mà... cho mỗi thằng 50. Ok, okay nhớ nhá. Thả ra. Ok, cho mỗi thằng 50. Thả ra anh đấy ra. Thả ra anh đấy ra. Nào, mỗi thằng 50. Thằng nào đấy? Thằng Thế phải không? Ừ. Thằng vượng phải không? Ừ. Ấy, được rồi đấy. Ấy, cắt ra. Đang cắt. Cắt hả?
bản tải ra. Rồi đi. Chỗ nào đấy? Cái gì đấy? Nào. Thằng